Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và hiện tại thì mình đang đưa bé rồng này ra bên ngoài ở và cũng như là có farm thêm một ít cái con skeleton để có thể có thêm xương nè. Và giờ mình sẽ dùng số xương này để làm thức ăn cho bé rồng thôi. Rồi làm như vậy và một cái ở giữa. Đó, mình đã được 4 cái Raiden Meal rồi. Giờ ra ngoài cho bé ăn thôi. Cứ một cái Raiden Meal này là sẽ cho bé lên 1 ngày tuổi. Úp, đó, cái nữa nè, thêm một lần nữa và cái cuối cùng, đó, để coi coi, giờ đã được 20 ngày tuổi rồi và mới có 97 máu, chắc một ngày tuổi nữa là lên 100 máu chẳng luôn, vậy cứ mỗi ngày cho lên một ít thì không bao lâu thì rồng của mình á sẽ rất là to cho coi á. Rồi ngoài ra trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo thêm một cái cây cung rồng á để mình có thể chiến đấu với con rồng thượng cổ. Trong thời gian giữa hai tập mình có tìm thấy một cái hang rồng thượng cổ rồi các bạn ơi. Rồi giờ vào trong và chế tạo cây cung rồng lửa luôn. Mình có một ít cái vải rồng ở đây và mình sẽ lấy thêm chỉ nữa. Công thức thì giống như cây cung bình thường thôi. Đây mình sẽ lấy ra 3 sợi chỉ. Rồi đặt vào như vậy và cuối cùng là vải rồng. Hình như đặt ngược lại thì phải. Đúng rồi, đặt ngược lại mới đúng. Đó, một cái cung rồng lửa nè. Vậy kế tiếp thì mình sẽ enchant nó lên. Tại vì cái cung này á, mình muốn enchant nó cái dòng vô hạn để mình có thể bắn được nhiều mũi tên hơn á. Rồi, giờ mình sẽ cho vào đây nhá. Để coi tốn bao nhiêu kinh nghiệm ta. Đây vô hạn đây. Tốn không nhiều lắm. Rồi vậy cung mình đã có dòng vô hạn rồi, giờ chỉ cần đem theo một mũi tên thôi là mình có thể bắn rất là thoải mái luôn. Đây mình sẽ test thử nha, một mũi nè. Rồi bắn coi. Bắn đâu ta, bắn ở đây đi. Wow, thích chưa. Ngoài ra thì mình cần phải enchant thêm cái dòng sức mạnh nữa để tăng sát thương của mũi tên lên. Sức mạnh là 5 luôn hả? Nếu mình enchant sức mạnh thì mình sợ không còn kinh nghiệm á. Thử coi. Không tốn nhiều quá. Vậy là enchant thêm được dòng nữa. Mình sẽ thêm dòng nào ta? Chậm hỏng. Cung này có 700 mấy đồ bền thôi. Ok, chắc cho dòng chậm hỏng luôn. Chậm hỏng có vẻ tốn hơi nhiều nè. Kệ enchant luôn. Kế tiếp là dòng bật lùi hả? Rồng thì chắc không có bật lùi được. Chắc mình sẽ ép dòng lửa đi để gây sát thương lâu dài. Rồi, vậy là cây cung mình đã rất là mạnh rồi. Và cây kiếm của mình thì giờ chưa có dòng nhặt đúng không? Mình sẽ coi coi có đủ để ép dòng nhặt 3 không? Không đủ để ép nhặt 3 nhưng đủ để ép nhặt 1 hả? Kệ, nhặt 1 cũng lấy luôn. Rồi, giờ mình đã có vũ khí đánh rồng nè. Khiên thì không biết có enchant được không ta? Để thử cái khiên coi. Khiên enchant chầm hỏng được. Nhưng mà mình cũng đã hết level mất tiêu rồi. Tiếc vậy. Rồi ok, giày cũng tạm ổn rồi. Và ngoài ra để chiến đấu với rồng thượng cổ thì mình cần phải có một bộ giáp rồng lửa để có khả năng kháng lửa ấy. Đây, mình sẽ sử dụng bộ giáp rồng lửa cái nhá. Mặc dù có màu cam nhưng mà hồi kệ, có hiệu ứng kháng lửa cũng hay rồi. Và cắt cái bộ giáp rồng Aether vào. Khi nào bé rồng của mình á, mình có thời gian mình sẽ cắt thêm vải rồng của rồng lửa đỏ đó để mình có thể chế tạo thêm giáp rồng lửa đỏ nhá. Rồi giờ thì mình cần thêm những cái quả táo vàng. Tại vì rồng thượng cổ mà rất là mạnh luôn nên phải có táo vàng để tăng khả năng hồi phục á. Đâu ta, táo vàng. Ui, trái táo này thì tiếc lắm. Đây có hai trái nè, mình sẽ sử dụng thêm ít vàng ở đây đi. Thêm một ít nữa. Và sử dụng số táo mình đang có 3 trái nè. Rồi sau đó làm táo vàng enchant lên. Được 5 trái táo vàng rồi. Mà quên nữa, trái táo vàng enchant mình cũng có thể chế tạo á, nhưng mà cần cái khói lận hay sao á. Hình như cái phải cần khói để có thể chế tạo táo vàng enchant. Vậy thì mắc lắm. Thôi khi nào giàu thì chế tạo sao nhá. Và để chiến đấu với con rồng đó thì mình cần phải mang theo một người bạn. Và người bạn lần này mình chọn đó chính là bé rồng lửa nhá. Tại vì đây là loài rồng mà mình thích nhất luôn. Rồi giờ thì đi thôi. Quên nữa, mình phải có cái amulet nữa chứ. Quên, phải có cái amulet để giữ bé rồng mang theo nữa. Mình sẽ vào trong để lấy cái amulet trước. Và mình cũng đã đưa hết mấy bé rồng của mình ra bên ngoài sống rồi, để cho mấy bé có thể hít thở không khí nha. Chứ cho vào cái rương này hoài sao được. Rồi, mang theo bé rồng mà. Và bé rồng này ở đây nhá, đừng đi đâu nha. Đi đâu là tìm không được đâu đấy. Rồi giờ đi qua cái khu vực hang rồng thôi. Mình chỉ mới tìm được một cái hang rồng duy nhất hả các bạn ơi. Và ở bên ngoài nó đã có rương rồi nè. Rồi đây mình kiểm tra coi. Wow. Bên ngoài mà còn có kim cương nữa nè. Wow, sắt, obsidian, xương, dây có xương là mình thích nhất luôn. Thì xương thì mình có thể mang về để cho bé rồng mình có thức ăn ấy.
ở đây có mấy cái vàng ở ngoài nè, mình có thể lượm để chế tạo thành những cái phôi vàng ấy. Rồi giờ thì đào vào bên trong thôi. Đào một cái đường bự luôn đi. Ui, ui có emerald luôn hả? Ui, ô con rồng này màu xanh. Ai da, ui, mình sẽ cầm đuốc lên một cái, cầm đuốc lên. À, dám bắn hả giật? Dám bắn mình? Ai da, không rồi. Dám bắn mình nè. Rồi để coi coi có ngõm nó không ta. Ồ vẫn ngõm, vẫn ngõm. Bắn mình hả? Ui cung mình thấy vậy còn yếu quá, bắn một mũi không chết được mấy con này. Vậy là cung mình còn yếu lắm, phải lửa đốt thì mới ngõm cơ. Ồ vậy là mình cần phải tìm cách nào đó nâng cấp cung mình lên rồi chứ vậy là còn yếu lắm. Nhưng mà không sao, giờ chuẩn bị nhào vô là quất với con rồng này luôn nhá. Rồi đầu tiên mình sẽ xuống dưới trước một cái. Rồi cắm đuốc lên. Nó thức chưa? Nó đang ngủ á. Tại vì mấy... Ui ui, có sách nè. Sức mạnh. Oh, ủa, ở đây sao tự nhiên mấy cái rương này bị vỡ ta? Ui ui, rồi, nó thức rồi. Rồi. Thôi 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 thôi, rồng ơi, cứu 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 cứu. Cứu anh, đây đây, cắm đuốc lên, cắm đuốc lên. Cứu anh mấy rồng ơi. Ui, đừng có chạy em nha. Ui, quýnh nó đi em ơi. Đừng quýnh rồng của tôi. Ừ, quýnh nó đi rồng, quýnh nó đi mấy rồng. Cố lên, cố lên. Mình sẽ bứt thêm thức ăn cho bé rồng của mình. Ăn đi em ơi. Ăn đi em ơi, cố lên, cố lên. Anh tin em, anh tin em. Ui, rồng mình chạy à. Ăn đi em ơi. Ui. Au. Rồi, mình sẽ bắn tiếp bé rồng mình. Ui. Này. Này thì... Ơ. Bé rồng ơi, em giỏi quá. Ui, bé rồng mình tiêu diệt được rồi. Mình tỉnh nào, vô đây. Đó. Này thì rồng lượng cổ hả? Chỉ với vài vết cắn của bé rồng của mình thôi thì con rồng này đã nằm một đống rồi nè. Này thì rồng lượng cổ vào trong đây kìa. Quá trời khoáng sản cũng như là rương luôn. Tha hồ mà lấy. Giờ thì mình sẽ kiểm tra rương trước khi mà lút xác của cái con rồng kia nhá. Rồi, quá trời vàng nè. Mana kết xếp thì mình phải mang về. Tại vì cái này còn nhiều thứ để làm lắm. Và có những cái quần sắt. Quần sắt không tốt cho lắm. Thôi mình sẽ vứt đi. Mình dùng đồ rồng sẽ xịn hơn á. Emerald từ từ lại đây lấy sao cũng được. Nhưng mà kim cương phải lấy liền cho nóng nhá. Đó, 5 viên kim cương liền. Coi đây còn không. Nó lại là mana kết xếp nè. Ở đây là những cái Iron Jacqueline. Ở đây có Emerald hả? Lấy luôn. Đó, cái nào gần gần thì lấy được á các bạn. Rồi. Mình chưa động vô mấy hit nữa nên thì con rồng kia nằm một đống rồi chưa kịp quánh gì trơn à. Này có nè, lấy luôn. Ôi ui. Ở dưới đây còn có cái hang nữa hả? Wow. Đằng kia có vàng kìa, mà thôi đi lên trển lấy đồ của con rồng thích hơn. Đây mình sẽ đập ra một cái. Ở đây còn nhiều rương lắm. Mình tin rằng trong đây thế nào cũng còn kim cương cho coi. Nhưng mà phải kiểm tra từ từ để không thôi sót á. Cái này còn rương không ta? Vàng, à đây, có rương nè. Nó, một cái quần kim cương liền. Rồi, đã được thành tựu che chắn với kim cương luôn kìa. Wow. Rồi, rồng thượng cổ còn phải ngõm nha. Huống chi là tên skeleton này. Này gì khều khều mình hả? Rồi kiểm tra cái rương này coi, bị che nè. Cầm đuốc lên. Nó, một cái kiếm liền. Nhưng mà có 7 sức tấn công thôi. Đánh bật lùi. À, đánh bật lùi cũng khá tốt, mình có thể ép vào cây kiếm của mình á. Hiện tại hình như cây kiếm này có dòng đánh bật lùi sẵn hay sao rồi. Đó, tại vì khi mình đánh thì mấy con quái này nó sẽ bị bật lùi rất là xa. Một cái đầu con skeleton. Ui da, chui. Mấy con creeper này đâu ra ngoài vậy, toàn nổ lén không à. Giỏi thật sự luôn. Rồi, tiêu diệt hết. Và đây còn rương nè. Lại là những cái Iron Jacqueline. Mình không cần mấy cái đó đâu. Vứt bớt mấy thứ không cần thiết ra. Vàng thì phải cần nè. Đây là công đoạn mình thích nhất luôn á. Cứ vào lướt đồ thôi. Lại là quần kim cương nữa hả? Lấy luôn. Bỏ thì phí lắm. Emerald từ từ lấy sao. Rồi tiếp tục. Ui, cái này có sải bước dưới nước hả? Giảm sát thương kia rơi luôn. Cái này có vẻ tốt nè. Quá trời dòng tốt luôn á. Xương lấy về. Mana cất ship. Còn dưới đây lại là rương nữa. Ui. Này thì nãy ngủ, giờ cho ngủ vĩnh viễn luôn nha. Wow. Kiếm kim cương xịn. Vậy. Quá trời đồ tốt. Ấy á. Thì tình á, người ta loot đồ cũng không yên. Nè, cho bị đốt ngõm luôn nè. Cho bị đốt nè. Này thì bắn lén. Á, chứ ngõm hả?
chưa ngỏm nữa nè. Rồi đây là creeper đúng không? Một hit thôi. Tên kia cũng một hit luôn ấy á. Ủa sao phản lại ta? Ui. Ủa? Kìa. Hình như cái đuôi của con rồng này nó chặn được mũi tên hay sao á. À bắn được rồi kìa, vậy là cái đuôi nó chặn mũi tên. Wow, rồi, giờ mình sẽ cắt bớt những thứ linh tan tinh vào đây trước nhá. Quá trời đồ luôn rồi nè. Chắc bây giờ mình phải nén những cái hạt vàng lại á để mình có thêm slot. Chứ giờ là hết chỗ rồi. Đây nén lại thành mấy cái phôi đi. Đây nén như vậy. Thêm một lần nữa. Rồi, 30 mấy vàng luôn. Rồi giờ kiểm tra trong cái xác con rồng này có cái gì nhá. Coi coi, nó quá trời vải của con rồng kìa. Có vẻ không có trứng rồi, con rồng này không có rơi ra trứng các bạn ơi. Tiếc vậy ta. Ôi, rồng to vậy mà không rơi ra trứng cho người ta gì trơn. Có hai bình kinh nghiệm là xài luôn. Đó, có thịt rồng hả? Thịt rồng ăn gây cháy nhưng mà mình có giáp rồng lửa rồi nên không có sợ. Ở đây có thêm thịt rồng cũng như là đầu rồng nè. Đầu rồng chắc phải lấy, nhưng mà mình cần phải vứt vứt gì ta? Vứt quá trời thứ mà mình cần luôn rồi. Đây mình sẽ vứt bớt cái đồ ổn này vào tạm đi. Rồi, lấy cái quả tim rồng và thêm một cái đầu rồng thì mình cần phải vứt cái sẻng đi. Rồi, kiểm tra nốt cái chỗ này thôi. Nó quá trời đồ kim cương nè, tạm thời cho ở đây nhá, từ từ quay lại lấy sau cũng được. Lấy mấy cái khoáng sản về. Rồi giờ thì chắc đi về nhà thôi. Đây còn rất là nhiều thứ mình có thể lấy luôn á. Wow, một khu để mình có thể tìm thêm khoáng sản khi cần thiết nè. Rồi giờ thì quay về nhà thôi. Để coi. Chỉ mất có 20 máu thôi à. Ồ, chiến đấu nãy giờ mất có 20 máu à. Không biết ăn thịt rồng được không ta. Ui. Ý, cho ăn thịt rồng nè. Nó rồng lửa, cho ăn thịt rồng lửa luôn. Nhưng mà cái này là rồng nguyên tố chứ không phải là rồng hoang dã. Rồi quay về nhà thôi. Về nhà một cái nè, rồi sau đó ngủ. Công nhận bé rồng lửa của mình đúng là mạnh thiệt. Chỉ mất 20 máu thôi là có thể tiêu diệt được cái con rồng thượng cổ kia rồi. Và coi bé rồng của mình đang kiểm tra lại cái. Ui, phải tay không mới được. Đây, vẫn 20 ngày tuổi, vậy là bây giờ mình cần phải vào trong chế tạo thêm thức ăn cho bé rồi. Đây mình có rất là nhiều xương nè. Mew, đây mình sẽ chế tạo một cái. Còn thiếu thịt hả? Ủa, đủ mà ta. Không, mình còn có 3 miếng thịt bò thôi. Phải 4 miếng thì mới đủ một lần. Đây, được 4 cái nữa nè. Rồi, ra cho bé rồng ăn luôn thôi. Đứng xa xa ra, tại vì nếu chỗ chật quá thì bé ăn sẽ không có lớn được ấy. Thành ra phải đứng ở chỗ trống thì mới có thể lớn được. 1, 2, 3, 4. Rồi, đã 24 ngày tuổi rồi đó. Nhưng mà vẫn ở stack 1. Hình như tới 5 stack thì mới mắc á. Rồi, tạm thời. Mình vẫn chưa cưỡi được hả? Giờ mình vẫn chưa cưỡi được. Ôi, to chừng này rồi nè, nhưng mà mình vẫn chưa cưỡi được. Rồi, kệ không sao, đứng ở đây đi bé. Đứng ở đây đi, khi nào cưỡi thì ha, mình sẽ gắn yên cưỡi vào nhá. Không biết cái này có bắt buộc phải cần yên cưỡi không ta? Cái này không có slot của yên cưỡi, chắc mình nghĩ khi nào đủ tuổi thì mình trèo lên mình cưỡi luôn rồi. Chứ không, tại vì trên lưng nè, các bạn có thấy cái chỗ vàng vàng không? Rất giống chỗ để mình ngồi luôn á. Wow, mình nghĩ là vậy. Rồi, giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái rồi mình sẽ làm công việc tiếp theo nha các bạn. Khi nãy mình vừa nhặt thêm được một ít cái hắc diệm thạch nè. Và ở tập trước mình cũng có chế tạo một cái lò nung bằng sắt. Cho nên bây giờ mình sẽ thử nâng cấp lên cái lò nung hắc diệm thạch, coi nó có xịn hơn lò nung kim cương không nhá. Rồi, bọc hắc diệm thạch ở xung quanh. Nó được một cái obsidian furnace rồi nè. Rồi, đặt xuống. Và... để coi coi, hình như cái này nó nấu được 2 slot thì phải. Đúng không? Hình như nó nấu được 2 slot á. Để mình tách, mình hết cái đồ để nấu rồi. Đây ra đây lấy khoai tây coi. Tại vì bây giờ mình đang ăn khoai tây chừa thịt cho rồng ăn. Giờ phải nhịn đói cho bé rồng có thức ăn để ăn nè. Rồi, sau đó cho vào nung coi. Hy vọng là nó nung được 2 slot. Như vậy sẽ nung rất là nhanh luôn á. Đúng không? Đúng rồi, nó nung 2 slot nè. Wow, vậy thì tuyệt vời, còn gì bằng. 1, 2. Wow, vậy thì nó sẽ tăng gấp đôi cái tốc độ nấu luôn ấy. Nhưng mà cái tốc độ của nó thì chậm hơn kim cương một xíu, nhưng mà bù lại thì nấu được 2 slot. Wow, nó cũng có một cái lợi riêng á.
Ok, tạm ổn. Và hiện tại thì bé rồng xanh lai của mình đã rất là lớn rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo một cái compass, đó chính là một cái la bàn các bạn, để mình có thể đi tìm cái stronghold dễ dàng hơn nhá. Nhưng mà trước tiên mình cần phải thả bé rồng lửa mình ra bên ngoài. Coi bé có đói chưa. Không biết bé có ăn khoai tây không ta. Ôi, bé ăn thịt không mà. Giờ mình cũng gần hết thịt rồi cho nên bé thông cảm nhá. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái giáp này. Lấy cái rương lại để cho vào cái bé rồng xanh lai. Tại vì bây giờ mình sẽ cởi bé rồng xanh lai để đi ấy. Rồi cho rương vào. Đó. Rồng xanh lai thì nhìn cũng rất là đẹp luôn. Wow. Nói chung rồng khi mà mặc giáp vào ấy nhìn cái cánh kìa, thích ghê luôn á. Giờ chỉ mới giáp kim, giáp vàng thôi á, chưa có đẹp lắm. Khi nào mà lên giáp kim cương kìa thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong để chế tạo cái la bàn Ender thôi. Đầu tiên thì mình cần phải có cái Ender Pearl nè. Rồi sau đó mình sẽ xem công thức của nó một cái. Để coi nào. Cái Ender Compass. Đây Ender Compass nè, vậy là wow, mình cần phải cần có mắt của Ender. Và có cái bột bị lửa mình còn một ít ở đây. Hình như mình đây mình còn que nữa nè. Rồi đổi ra. Sau đó đổi thành 4 cái con mắt của Ender nha. Rồi ngoài ra thì mình cần phải mang theo thêm một ít nữa, tại vì xuống dưới mình cần phải thắp cái cổng The End lên nữa ấy. Rồi mang thêm một cái que quỳ lửa nó đi. Kế tiếp, hồi nãy mình có để ý là cái ngọc của Ender có thể làm được cây sáo nè. Để mình thử chế tạo coi. Wow, một cây sáo chỉ nè. Kế tiếp là que hả, que mình cũng có thể chế tạo luôn. Rồi sau đó xem công thức nào. Ngọc Ender 6. Rồi wow, cái này hình như phải chỉ định vào bé rồng trước hay sao ý. Cái này phải học từ từ các bạn ơi, để trong thời gian dưới 2 tập mình sẽ tìm cách mình học sử dụng cái cây sáo này nhá. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ vào trong để chế tạo nốt cái Ender Compass thôi. Và để chế tạo cái Ender Compass thì mình cần phải có một cái la bàn trước, và la bàn thì mình cần phải có redstone nè và một sắt. Đây có đủ rồi, giờ thì chế tạo luôn. Và sắt ở giữa. Hình như ngược thì phải. Hình như ngược rồi. Nè vậy mới đúng nè. Rồi sau đó mình sẽ đặt ở đây và 4 cái mắt của Ender xung quanh. Đó, mình được một cái Ender Compass rồi. Giờ mình sẽ cho redstone ở nhà. Cho sắt ở nhà luôn. Không, mang theo một ít đi, nhiều khi cần á. Chỉ cũng để ở nhà. Khắc diệm thạch thì không cần, để nhà luôn. Rồi, như đây đồ thì mình sẽ bắt đầu lên đường nhá. Thức ăn thì mình có dự trữ một ít cái khoai tây bỏ lò để ăn dần trên đường đi nè. Mà quên nữa, phải cho bé rồng ăn nữa chứ. Bé rồng thì mình sẽ mang theo thịt. Đây mình có một ít thịt nè. Ngoài ra nếu mà hết thịt đó thì mình sẽ giết zombie, tại vì bé rồng cũng ăn được thịt zombie luôn, miễn có từ thịt là bé rồng ăn được hết trơn. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ trước khi lên đường tìm cái hang rồng Ender nhá. Và hình như mình phải đi về hướng bên đây nè, cái mũi tên nó đang chỉa về hướng đó ấy. Rồi ngủ một cái đi, rồi sáng dậy chúng ta sẽ cùng nhau lên đường nhá. Và trên đường đi khi mà mình gặp những cái con rồng hoang dã khác thì mình sẽ tiêu diệt để lấy thêm những cái xương, những cái đầu cũng như là những cái vải ấy, để sau này về nhà chế tạo thêm đồ nhá. Rồi đi thôi. Có vẻ hướng bên đây hơn. Hôm bữa mình đi và nó đã clear rồi. Phải đi xa hơn á thì mới may là gặp được mấy con rồng khác. Rồi biết đâu được trên đường đi mình lại gặp được ngôi làng băng tiếp theo thì sao. Tại vì gặp ngôi làng băng á thì mình mới dễ dàng bắt gặp được những cái con rồng hoang dã băng á các bạn ơi. Mấy con rồng đó thì hơi khó tìm một xíu. Rồi đi tiếp thôi. Ui. Khoan. Trứng rồng lửa. Kìa, đúng rồi, trứng rồng lửa. hay quá. Rồi, một cái trứng rồng lửa luôn. Vậy có táo vàng, mana cá xếp, xương, than và thẻ tên. Wow, toàn là thứ tốt không à. Rồi, mình sẽ lấy hết mấy thứ này và sau đó đi lên trở lại nha. Wow, vô tình gặp được cái chỗ của rồng lửa luôn. Và hình như bên kia còn một cái nữa kìa, mà thôi đi, mình sẽ lấy một quả trứng thôi, không cần lấy quá nhiều trứng đâu. Ui, nhầm, lấy thức ăn ra ăn mới đúng. Rồi, sau đó lên đường tiếp nha. Khi nào mình hết trứng rồng lửa thì mình sẽ qua đây để lấy thêm một trứng về ấp luôn. Wow, ui. Mới đi đã gặp được một con rồng, con này là con brown thì phải. Ui, nó đang định chút cái bò kìa. Cái bò hả? Còn phản kháng nữa chứ. Không bao giờ đâu.
Khỏe thế. Bình thường mình phun một xíu là ngỡ mà tên này phun cả buổi trời luôn. Ui, có vẻ con rồng này sao khá là khỏe các bạn ơi. Ui ui ui. Ui. Muốn đánh cận chiến à. Dám đấy. Cắn nó đi bé rồng, cắn nó đi bé rồng. Cố lên bé rồng ơi. Cố lên, đây là trận chiến đầu tiên. Yay. Trận chiến đầu tiên thì bé rồng của mình đã thắng rồi. Và giờ hình như đang mất máu thì phải. Rồi, đứng ở đây đi, anh cho ăn lại nha. Rồi, ăn vô. Đó, bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đi. Đó. Trận chiến đầu tiên à, có điều mình hơi cực một xíu thôi, nhưng mà dù sao cũng thắng rồi. Giờ mình sẽ dập lửa để có thể lấy đồ của cái con rồng này nha. Ui, lửa quá trời luôn nè. Mình mặc cái áo giáp này vô coi. Khi đi khám phá thì mình ưu tiên mặc cái áo giáp của rồng Arthur để tăng tốc độ di chuyển ấy. Mình khá là thích tốc độ. Rồi, loot của con rồng này nào. Có 21 vải thôi hả. Con này con bronze chứ không phải là brown. Nhầm rồi. Rồi đi tiếp thôi. Và đây có mấy cái rương nè. Để từ từ mình quay lại đây mình lấy mấy cái mana cơ ship sau nhá. Rồi còn giờ thì đi tiếp hướng bên đây thôi. Cái mũi tên này nó dẫn chỉ về hướng phía trước ấy, nên mình cần phải đi thẳng về phía trước. Đến khi nào mà nó kiểu như là nó xây mòng mòng là thì thôi các bạn ơi. Và đây là một cái ravine. Thỉnh thoảng thì mình vẫn gặp được mấy cái ravine ở trong đây ấy. Và ui hoa hướng dương nè. Wow, lấy về. Hoa hướng dương thì mình có thể sử dụng để có thể nhân giống cái bột nhuộm lên đây. Rồi, quên, không được vứt cái mầm. Trồng cây đi, trồng cây gây rừng. Rồi đi tiếp thôi. Bên đây là một cái khu rừng gỗ vân sam rồi. Tính ra tới khu rừng gỗ vân sam thì hơi khó để tìm mấy cái con rồng mà hoang dã ấy. Thường thường mấy con đó chủ yếu ở đồng bằng hả. Mình gặp một ngôi làng rồi nè. Lâu lắm rồi mới gặp mấy anh dân làng á. Rồi để coi ngôi làng này có tốt giống như ngôi làng gần nhà mình không nhá. Đây là nhà của bác thủ thư. Đây bác thợ rèn nè. Bác đổi cây xẻn hiệu suất á. Cũng tạm ổn. Và coi bác ấy có đồ xịn không. Có sắt á, mình xin sắt của bác ấy đi. Xin một ít bánh mì, rồi đi tiếp. Mình có cái gì gửi lại không ta. Mình có thịt zombie nè, cho mấy bác dân làng thịt zombie đi. Hết rồi, mình hết thứ nào có thể cho lại rồi. Tạm thời thì mình sẽ lên đường tiếp nha. Có vẻ ngôi làng này cũng bình thường thôi à, không có mấy anh dân làng tốt. Đây coi. Chậm hỏng á, tưởng đầu sửa chữa thì còn thích chứ chậm hỏng thì dễ lấy mà. Có vẻ hết rồi. Rồi, đi tiếp thôi bé rồng ơi. Ghé qua ngôi làng chơi một xíu thôi. Hồi nãy đi mình quên đem theo cái giường nữa. Ui, tối không biết qua đêm sao nữa ta. Chắc phải lấy thịt mấy bé cừu rồi. Chứ giờ mình không có mang theo giường. Ôi, lại gặp chỗ của rồng rừng nữa nè, rồng forest nữa nè. Ok, tạm thời mình sẽ xuống đây để lấy một ít cái quả trứng rồng đi. Ủa? Cái này... Trứng rồng đâu? Ui, trứng rồng mất tiêu rồi. Nó spawn vậy là mất tiêu trứng rồng rồi. Lấy tao vàng, lấy chỉ, lấy xương, lấy xác. Rồi, tự nhiên là mất cái tình luôn á. Mất tiêu cái ấy rồi, mất tiêu quả trứng rồng rồi. Nó spawn kỳ quá hả? Đây, cái chỗ này mới có trứng rồng nè. Và mình sẽ cho vào rương lại cái gì đây ta. Mình quá trời đồ trong người rồi ấy. Mình sẽ cho vào đây que đi. Đó, lấy trứng rồng nào. Và bên đây có gì? Mana cái ship tiếp. Chỉ và xương. Đó, rồi, lên đường tiếp thôi. Đáng lý ra mình nhặt được tới hai quả trứng rồng rừng lẫn ấy, nhưng mà ở đây nó bị lỗi spawn rồi nên mình chỉ có một thôi. Kệ không sao, với ở nhà một quả nữa là được hai quả trứng rồng rừng rồi. Hy vọng ấp ra được một cặp rồng đực và cái luôn ấy, vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Chưa đi thẳng về hướng bên đây mới đúng. Đi theo hướng mũi tên của cái la bàn đó các bạn. Rồi. Vẫn chưa tới nữa hả? Có vẻ cái stronghold á nó khá là xa chỗ mình. Và đây có thêm một chỗ của rồng rừng nữa nè. Mà thôi đi, giờ mình chưa cần nhiều trứng rồng cho lắm đâu. Mỗi loại mình chỉ cần khoảng 1 đến 2 trứng thôi để mình có thể ấp cho mấy bé nở ra ấy. Và khi đổi và mình còn có thể đổi giới tính nữa cơ, cho nên rất là thoải mái luôn. Coi nào. Bên đây vẫn chưa tới hả? Còn phải đi xéo hướng bên đây à? Thì mình sẽ đi về hướng đây một xíu coi.
có vẻ cái ravine này khá là xa chỗ mình ở rồi. Bay nãy giờ cả buổi trời nhưng mà vẫn chưa tới nữa. Ui, lại gặp một con rồng hoang dã nữa nè. Có nên chiến không ta? Ok, chiến luôn. Phun lửa bé rồng ơi. Rồng bầu trời, rồng xanh lai mà. Rồng mặt trời đấy, không đùa đâu. Rồi, đốt nó hắn thôi. Cố lên bé rồng, cố lên. Ui, khỏe thế. Ui, đốt cả buổi trời rồi. Rồi, giờ mới ngõm thiệt nè. Rồi, giờ xuống dưới coi coi con rồng này có rơi ra trứng không. Tại vì mấy con rồng ở bên ngoài như vậy nè, tỷ lệ rơi ra trứng rất là thấp luôn. Nhưng mà biết đâu được, mình may mắn mình nhặt được thì sao. Mình sẽ tạm thời vứt cái gì ta. Quá cho chặt luôn rồi đó. Vứt bánh mì đi, kệ, thức ăn mình ăn thịt thôi cũng được. Rồi, coi, có trứng rồng không, Ui, không có trứng rồng rồi. Và còn một cái đầu rồng nữa, thôi kệ, bỏ đầu rồng cũng được. Rồi lên đường tiếp thôi. Và mỗi lần chiến đấu á là lại đi hết mấy cái cây à, tội nghiệp ghê. Ui. Ồ. Hình như gần tới cái stronghold rồi. Cái mũi tên nó đang chỉ ngược lại nè. Đó. Nè. Wow, hình như nó ở dưới này nè. Ổn, rồi tạm thời thì mình sẽ cho bé rồng này ở đây. Sau đó cho vào cái amulet lại. Đó, rồi sau đó mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nha. Stronghold tạm thời thôi. Nếu không đúng thì mình sẽ kiểu như là đổi địa điểm khác ấy. Rồi mình sell lại một cái. Chắc ở đây là đúng rồi đó. Tại vì khi mình đến đây nè, thì cái mũi tên đó, nó đã quay ngược lại rồi các bạn ơi. Đó, nên mình tin rằng ở đây chính là khu vực của cái stronghold. Đó, ở đây nè, đi tới đúng không? Cái mũi tên lại chỉ ngược lại nè. Đó, cho nên mình tin chắc ở dưới đây sẽ là cái stronghold á. Mình đã trở về nhà để có thể dọn dẹp đồ cũng như là cắt thêm vải rồng xanh lai ấy, để sắp tới mình còn chế tạo thêm bộ giáp rồng xanh lai nữa. Giờ mình đang đợi cho nó hồi cái khả năng cắt vải này. Rồi ok, mình đã cắt thêm được một lần nữa và tổng cộng có 27 cái vải rồng rồi. Trong thời gian 2 tập mình sẽ chế tạo thêm những cái vũ khí từ rồng xanh lai bằng việc cắt thêm vải rồng nhá. Ở đây thì mình còn rồng lửa nè, mình có thể cắt thêm mỗi thứ một lần. Đây, rồng lửa, rồng a thơ. Rồng bà thơ cắt không được hả? Ôi, rồng bà thơ cắt hết được rồi. Rồng băng cũng vậy luôn. Ôi, rồng terra cũng vậy luôn rồi. Vậy là mấy bé rồng này chưa có hồi khả năng cắt vải các bạn ơi. Kệ, từ từ mình cắt sau. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp rồng xanh lai luôn đi. Tại vì mình dự định sẽ sử dụng bộ giáp rồng xanh lai để có thể chiến đấu với con rồng Ender ấy. Rồi, vào trong và chế tạo luôn. Trong thời gian giới tập mình sẽ chịu khó săn quái thêm ấy để có thêm kinh nghiệm và enchant nó lên, chứ giáp rồng bình thường thì nó cũng không có mạnh lắm. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái nón trước coi nó có đẹp không nhá. Ồ, cái nón có hình cái mũi tên nè. Rất là giống cái mũi tên luôn á. Wow, nhìn trên đây nè, rất giống mũi tên nhưng mà đội lên đầu thì nó lại hình chữ Y. Kệ, không sao. Kệ, tiếp là cái áo coi. Wow, cái áo rằn ri ghê luôn á. nhưng mà đẹp, chịu nha. Rồi, cái quần coi. Wow, cái quần thì rằn ri không kém. Và cái ủng. Xếp đồ đẹp nè. Rồi, coi, xếp đồ này có cái năng lực gì đặc biệt không ta? Xếp rồng mặt trời mà kỳ vậy. Sao không có năng lực gì hết vậy? Mà thôi, đẹp là được các bạn ơi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình sử dụng cái bộ giáp gì để đánh nhau với con rồng Ender thì đừng quên comment ở phía dưới, cũng như là sử dụng thanh kiếm nào nhá. Ở đây mình đang phân vân không biết sử dụng cây kiếm Flame Raiden Bonesaw này hay là chế tạo những cây kiếm rồng đặc biệt nữa. Các bạn nhớ comment ở phía dưới nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được một cây cung của rồng lửa, một bộ giáp của rồng mặt trời, cũng như là tiêu diệt được một cái con rồng thượng cổ đầu tiên rồi. Mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái con rồng thượng cổ to hơn, khỏe hơn để có thể chiến đấu trong thời gian sắp tới nhá. Và mình cũng đã tìm tới khu vực mình nghi ngờ là stronghold thôi, để từ từ mình sẽ khám phá coi khu vực đó có chính xác phải là khu stronghold không nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn giờ thì bye bye.